đừng ở đó phun phần nữa. Những người đảo quốc các ngươi có thể có hảo tâm gì? Không phải chỉ là muốn kiếm tiền của chúng tôi sao? Cái này là sai. Đây là thành kiến của anh đối với chúng tôi. Lại nói trong thời đại hòa bình, chúng ta nên giải quyết thù hận thay vì để hận thù lan rộng. Dùng miệng nói ai không thể nói, nhưng sự chân thành của ngươi ở đâu? Tôi không thấy gì cả. Vị đại ca này, anh nói như vậy là không biết phép tắc. Ông Inoue xây dựng nhà máy dược phẩm là để giúp Phú Thịnh phát triển kinh tế. Cảnh báo anh đừng làm loạn. Lúc khi ngươi đồ phản quốc, tên yếu đuối, thiếu canxi phải không? Lát nữa gửi cho ngươi một hộp bổ sung canxi. Ngươi đừng khơi gợi cảm xúc tiêu cực, muốn xem sự chân thành phải không? Ông Inoue, tặng 5 cô nhi viện và 5 viện dưỡng nào, làm mù mắt họ. Nani? Lục Phi là có ý gì? Nghe có vẻ đang giúp tôi giải vây. Nhưng hắn mở miệng, 100 triệu của tôi không còn nữa. Mọi người thấy sự chân thành của hắn rồi. Cái gọi là giải quyết mâu thuẫn của hắn đều là treo trên miệng. Chúng tôi tẩy chay người đảo quốc xây dựng nhà máy ở Phú Thị. Cút khỏi đây. Tôi tặng, hơn nữa sẽ hỗ trợ các cơ sở liên quan. Sự chân thành này có đủ không? Tốt. Ông Inoue đại nghĩa, thư ký Khương, anh không đứng ra nói vài câu sao? Tôi thay người dân Phú Thị cảm ơn. Vừa hay thư ký của tôi mang theo một bản hợp đồng, chỉ cần điền thông tin chính là có thể ký. Sao chúng ta không làm thủ tục trước? Để chứng minh thành ý, tôi sẽ ký tại chỗ. Sau này không cần ông Inoue phiền đâu. Dược phẩm Beto chỉ cần xây dựng 10 dự án, chính thức Phú Thịnh sẽ quản lý thay. Tôi không có kinh nghiệm điều hành tổ chức phúc lợi, thư ký Khương ra mặt là tốt nhất. Làm việc khá cẩn thận. Anh lo lắng tôi sẽ gây áp lực với trẻ em và người già. Suy diễn quá nhiều rồi. Quý vị bằng hữu đã nhìn thấy thành ý của ông Inoue. Hội nghị xây nhà máy tiếp tục đi. Triết lý của dược phẩm Beto chúng tôi là: đợi đã, đây chỉ là thành ý về vật chất. Chúng tôi vẫn chưa thấy thành ý về tinh thần. Vẫn còn chưa xong. Cảnh báo anh đừng quá đáng, đừng đẩy bản thân đi quá xa. Tôi đâu có nói chuyện với anh. Inoue, thành ý về mặt tinh thần của ngươi đâu? Chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề của anh trước. Anh muốn thấy thành ý gì? Xin cứ nói ra. Thay mặt ông nội chủ bác của anh quỳ xuống xin lỗi. Không quá khó đâu phải không? Chỉ cần anh làm theo, tôi sẽ quay lại và đi. Không thể nào, những gì anh nói quá xúc phạm. Ông tôi đã qua đời. Mọi chuyện đã làm trong đời nên kết thúc. Anh cũng không nên theo đuổi nữa. Rõ ràng là bóp méo sự thật. Khuôn mặt thật xấu xí. Tôi nhìn thấy thì tức giận. Ăn phân đi. Lên, cho đảo quốc một chút màu sắc. Có người khơi màu, cảnh họp báo trở nên lộn xộn. Lục Phi về nhà kịp thời dưới sự bảo vệ của Giang Long. Tốt. Anh Long tìm người ở đâu ra vậy? Thật sự tuyệt. Đặc biệt là người đàn ông tạp phân, không giành tượng vàng nhỏ đều cảm thấy đáng tiếc. Nhớ đưa thêm tiền cho anh ấy. Chắc chắn thêm, tôi tìm được từ thị trường việc làm. Quả nhiên mỗi người đều là người tài. Nhưng anh bày ra ồn ào này, lợi ích dường như không nhiều. Inoue cũng không đồng ý với yêu cầu cốt lõi của anh. Hắn sớm muộn cũng đồng ý. Tôi tìm hỗ trợ từ giới nhà giàu và quan chức cho hắn, là đồ ngọt cho hắn. Sau đó tìm người làm cảnh họp báo, mang cảm giác nguy hiểm cho hắn. Hiểu rồi, anh Lục muốn nói với Inoue một tin. Hắn muốn mở nhà máy ở Phú Thịnh, không có anh thì không được. Cuối cùng buộc phải đồng ý với yêu cầu của chúng ta. Anh nói đúng. Tôi ở trên an bài Inoue ở Phú Thịnh, chỉ để tiện cho tôi dọn dẹp. Anh Lục bằng không thêm giờ vào lửa. Tôi cử người đi chặn cửa khách sạn Inoue, dọa hắn một chút, làm hắn sợ hơn. Không cần rắc rối nữa. Hơn nữa làm việc chú ý một việc một việc, cho hắn thời gian để suy nghĩ. Đồ khốn, thực sự thô tục dã man. Thế nào tắm 3 lần vẫn còn hôi thối? Cô mua nhầm nhãn hiệu sữa tắm phải không? Inoue-kun, tôi mua theo yêu cầu của anh. Chắc chắn sẽ không sai. Nếu không tắm lại lần nữa, tắm đi tắm lại da đều muốn bong lên rồi. Cứ như vậy đi, tôi sẽ xúc thêm nước hoa. Bây giờ tình huống bên ngoài là gì? Kể từ buổi họp báo, người dân Phú Thịnh rất chống lại chúng ta. Chúng ta ra khỏi đây thôi. Để tôi đi, lão tử chẳng muốn ở lại Phú Thịnh. Đều tại tên khốn Lưu Gia Vĩ. Lúc trước nộp đơn xin phê duyệt đất ở Kinh Thành, kết quả cho tôi đất ở Phú Thịnh. Nó làm cho tôi bốc mùi. Cao tầng mong muốn mở cửa thị trường Hạ Quốc. Chúng ta phải xây nhà máy trước. Tiếp tục trì hoãn là không được. Cái này tôi biết rõ hơn cô. Nhưng cô cũng đã thấy tình huống ngày hôm qua. Tôi còn chưa làm gì thì bị tạt phân. Nếu tôi dám xây nhà máy, họ sợ là gây náo loạn cả ngày. Nhìn vào tình hình hiện trường của họp báo, lời nói của Lục Phi dường như có chút tác dụng. Sao không hợp tác với anh ta? Khẩu vị của Lục Phi quá lớn. Mở miệng thì cần một nhà máy dược phẩm. Chúng ta còn phải cung cấp thiết bị. Tôi sẽ gọi điện thoại trước. Lưu Cục, anh đang làm gì vậy? Tôi đang làm việc bình thường. Ông Inoue có chuyện thì trực tiếp nói, không cần phải khách sáo với tôi. Người dân Phú Thịnh chống đối đảo quốc rất mạnh. Tôi bị người ta tạt một thân phân. Xin lỗi, tôi chợt nhớ ra chuyện vui. Anh tiếp tục nói, ý của tôi là làm phiền Lưu Cục phê duyệt lại một lô đất cho dược phẩm Beto. Cả hai miếng đất tôi đều trả tiền. Tôi cứ tưởng đó là chuyện lớn gì. Giúp anh hoàn thành lập tức. Còn có khó khăn nào khác không? Không có, cảm ơn Lưu Cục. Inoue không thể hạnh phúc hơn. Ngay sau đó Ma Tử nhận được bản điện tử của tài liệu phê duyệt. Cả hai gần như bật khóc. Inoue-kun, Lưu Cục phê duyệt mới đã đến rồi. Vị trí giao thông thuận tiện, nhưng vị trí vẫn là ở Phú Thịnh. Đồ khốn, Lưu Gia Vĩ chắc chắn là cố ý dùng mọi cách lừa tôi. Tôi chưa từng đắc tội với anh ta. Thù hận của người Hạ Quốc đối với chúng ta, điều đó không thể giải thích. Không cần bất kỳ lý do gì. Việc xây dựng nhà máy thuốc là cấp bách. Không có thời gian để tiếp tục trì hoãn. Chỉ có thể hợp tác với Lục Phi thôi. Ông Inoue, yêu cầu trước đây của tôi, anh đã suy nghĩ xong chưa? Lục San, cảm ơn anh đã nói thay tôi trong buổi họp báo. Tôi nghĩ anh là một người bạn đáng tin cậy. Nhưng anh yêu cầu muốn một nhà máy dược phẩm, một số quá không hợp lý.
Điều kiện trước đây không thể thay đổi. Tôi có thể đợi. Đừng vội. Anh nghĩ kỹ rồi trả lời tôi. Anh không vội. Nhưng tôi đang rất vội. Xem ra điều kiện của hắn sẽ không thay đổi. Phú Thịnh không thể tìm được đối tác thích hợp hơn hắn. Quên đi, chỉ có thể hứa với hắn trước. Sau này lại tìm cách lấy lại lợi ích. Được, tôi đồng ý với điều kiện của Lục Tổng. Nhưng những người làm bạn, tôi lấy lợi ích, họ giao cho tôi xử lý là được rồi. Anh Long, lát nữa anh đến thăm nhà của một số nhà lãnh đạo, khai sáng tâm trí của họ. Anh Lục, cái này tôi có kinh nghiệm. Dùng chút thủ đoạn ép một chút cũng không ai dám gây chuyện. Cái này gọi là chuyên nghiệp. Chúng ta đều là thương nhân, ký hợp đồng đúng quy trình đi. Nhìn cười không được cười. Nhìn in thế. Hắn còn sợ anh Lục đổi ý. Nhưng không ngờ anh Lục mới là tổng đạo diễn. Sau đó Inoue và Lục Phi ký thỏa thuận. Inoue rời đi vui vẻ như một đứa trẻ. Lục Phi thì nhận được một nhà máy dược phẩm miễn phí. Nhưng điện thoại của Lý Đông Sinh rất nhanh đến. Lục Tổng, đó không phải là những gì chúng ta đã nói. Anh đã hứa sẽ giúp ngăn chặn dược phẩm Beto. Làm thế nào lại hợp tác với Inoue? Lý Cục, bây giờ sức mạnh kinh doanh của tôi có hạn, thật sự đã cố hết sức rồi. Anh biết tôi làm việc với Inoue, vậy nên rõ điều kiện hợp tác của chúng tôi. Anh muốn một nhà máy dược phẩm, hứa sau này sẽ không ai đến chỗ hắn gây chuyện. Nói rõ kế hoạch đi. Không cho phép dược phẩm Beto vào thị trường Hạ Quốc, điều đó là không thể. Không bằng tôi xây dựng một thương hiệu thuốc độc quyền lớn của Hạ Quốc để ngăn chặn dược phẩm Beto. Những gì Lục Tổng nói cũng có phần đạo lý. Dược phẩm Beto là một công ty lớn, muốn đơn giản thô bạo ngăn chặn bọn họ không thực tế. Cảm ơn Lý Cục hiểu cho. Để việc chấn áp dược phẩm Beto cho tôi nhất định sẽ làm được. Lục Tổng đích thân đưa ra cam kết, tất nhiên tôi yên tâm. Nhưng 30% số tiền thu được, một xu cũng không thể ít hơn. Đó là tất nhiên, cho dù Lý Cục không nói, tôi cũng sẽ thành thật giao. Tôi mới tay không bắt được nhà máy dược phẩm, vẫn chưa khởi công. Các người đều muốn một phần, không có cửa. Sau này tôi tùy tiện động tay chân, một xu cũng không lấy ra. Lục Phi thương lượng về nhà máy dược phẩm, tiếp theo là chờ Inoue xây dựng nhà máy. Mà phía bên kia, Lưu Diệp Phàm gặp rắc rối lớn. Lục Tổng, anh phải nghĩ cách nào đó. Nền tảng video đột nhiên phát lực, chúng tôi tự giải quyết. Nội hàng TV của bát đăng của chúng tôi đã bị ảnh hưởng, đã ở trong trạng thái thua lỗ rồi. Nội hàng TV tại thời điểm này vẫn còn trong trạng thái yếu, nhưng tương lai sẽ là sự tồn tại tuyệt vời. Từ góc độ tài chính, các trang video lớn không nên tăng cường vào thời điểm này. Có chuyện gì đã xảy ra sao? Chúng tôi có cùng ý tưởng phát triển với các ông lớn, tất cả đều dự định từ từ tạo các module video ngắn, bởi vì quá trình này phải nén trong rất nhiều tiền và thu nhập nhận được rất ít. Vận hành không tốt thì phải mất tiền. Sự khởi đầu một ngành công nghiệp không phải đều như vậy. Nếu chỉ là vấn đề tài chính, tôi có thể giúp anh giải quyết. Không, là các trang video lớn thách thức chúng tôi. Họ tăng đơn giá mỗi lượt xem, đang cướp đi các blogger và người dùng của chúng tôi. Tiếp tục như vậy nội hàng TV xong rồi. Đây là chiến tranh kinh tế, đột nhiên nó cuộn lại. Nhưng họ lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Là lão bố. Sau khi anh ta thất bại trong việc tham gia vào ngành chuyển phát nhanh, hắn nhắm vào ngành internet, muốn nuốt chửng mấy cái lớn nhất. Lại là lão bố, được hỗ trợ bởi gia tộc ANCC, có tiền thì thích làm gì cũng được. Hơn nữa tôi nghĩ nó không đơn giản như vậy. Hắn muốn kiểm soát truyền thông trước, liền có thể đưa ra bình luận để bôi nhọ tôi. Lão bố mặt trước không được gì anh Lục, cho nên đi đường vòng sao? Hơn như là có ý đó. Hơn nữa trong quá trình hoạt động, hắn còn có thể kiếm được rất nhiều tiền. Tại sao không làm? Lục Tổng, nếu chỉ có một trang video lớn, tôi vẫn có thể xử lý được. Nhưng có một gia tộc ANCC, quy mô hiện tại của bát đăng không thể cạnh tranh được. Không sao, chúng ta lập một kế hoạch, hãy để lão bố giúp bát đăng phát triển. Nội bộ gia tộc ANCC có nhiều mâu thuẫn, không mạnh như anh nghĩ. Lần trước là sau khi thất bại, ông chủ rất tức giận. Đây là cơ hội cuối cùng, phải giữ nó thật chặt. Xin anh bố yên tâm, lần này kế hoạch của chúng ta rất hoàn hảo, chắc chắn không thể xảy ra sai lầm. Anh bố, dưới sức mạnh tài chính của anh, ông chủ lớn đồng ý chuyển nhượng 52% cổ phần. Chúng ta đang sử dụng trang video lớn để đối phó với nội hàng TV. Với nguồn vốn khổng lồ được bơm, Lưu Diệp Phàm không chịu được bao lâu. Đến lúc đó chúng ta lại đi thương lượng, sau đó mua lại bắt đan. Đến lúc đó chúng ta có hai công ty video lớn trong tay. Nam Hồng Lục Phi hay gì đó chẳng phải dễ như trở bàn tay. Nghe có vẻ như vậy hợp lý, nhưng quá trình không quan trọng với tôi. Tôi chỉ xem kết quả. Anh bố, rất nhanh sẽ có kết quả thôi. Chúng tôi còn có tin tức về Lục Phi. Hai ngày trước anh ta đã hợp tác với Inoue, hình như muốn làm nhà máy dược phẩm. Nhiều người ở Phú Thịnh nói hắn là kẻ phản bội. Chúng ta có nên đẩy lên không? Cho hắn một tin đồn, làm cho hắn thân bại danh liệt. Thủ đoạn này không đau không ngứa không thú vị, ngược lại dễ đả thảo kinh xa, làm cho Lục Phi đề phòng. Vậy anh bố là có ý gì? Trước tiên chúng ta mua một số phương tiện truyền thông lớn, lại phát huy vai trò của dư luận, sự hợp tác giữa Lục Phi và người đảo quốc công khai ra ngoài, tiêu diệt hắn hoàn toàn. Anh bố, tầm nhìn thật xa, khiến người ta vô cùng bái phục. Vậy chúng ta đi làm thôi. Tiếp theo mấy ngày, hai người Chu Vân Vân mở rộng quy mô chiến tranh thương mại. Họ đã đàn áp nội hàng TV ngay từ đầu, sau đó tấn công toàn diện bắt đan. Lưu Diệp Phàm thể hiện sự suy giảm, mà lão bố cảm thấy áp lực đã đủ. Vậy là hẹn Lưu Diệp Phàm thương lượng. Anh bố, vẫn mong thủ hạ lưu tình. Bắt đầu kinh doanh cũng không dễ dàng. Nếu anh có điều kiện thì cứ nói, tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp anh hoàn thành công việc. Bán cho tôi bắt đan. Anh muốn bao nhiêu tiền thì tùy ý. Thật là làm người ta khó khăn. Bắt đan giống như con của tôi, dám hỏi ai lại sẽ bán máu thịt của mình. Anh quá dài dòng. Hoặc là bán bắt đan cho tôi, hoặc là tôi tiêu diệt nó. Không có lựa chọn thứ ba. Đây không phải là lão bố sao? Anh cũng đang uống trà ở đây. Chúng ta thật là có duyên. Lục Phi, anh làm gì ở đây? Tôi không thích anh lắm. Nghe nói bắt đan gặp khó khăn, tôi đoán là Lưu Tổng sẽ bán rẻ công ty, cho nên đến đây xem có thể nhặt lợi được không. Tôi đã dồn Lưu Diệp Phàm vào ngõ cụt.
Rõ ràng là sắp chiếm được công ty của hắn, sao để anh nhận nợ được? Thật là suy tâm vọng tưởng. Anh thật sự thích kể chuyện cười. Làm kinh doanh chú trọng đến trước đến sau, đó gọi là quy tắc. Anh Long, thế giới có quy tắc này không? Sao tôi không nhớ? Hình như chưa từng nghe qua. Quy tắc kinh doanh mà tôi quen thuộc là trả giá cao nhất. Lão bố, bây giờ anh đã nghe rồi. Ngoại đạo còn biết nhiều hơn anh, cho nên một số lời đừng nói ra, sẽ bị người khác cười nhạo. Cảnh cáo anh đừng làm hỏng việc tốt của tôi, nếu không hậu quả tự chịu. Lưu tổng, chúng ta tiếp tục nói chuyện. Tôi trả 1,5 tỷ để mua bắt đan, mức giá này là công bằng. Nếu thanh toán một lần thì 1,5 tỷ cũng không ít đâu. Cảm ơn Lục tổng đã tìm đến tôi. Tôi trả 1,6 tỷ. Gia tộc An CC không thiếu tiền. Với giá trị tài chính đáng thương của anh, đừng lấy ra thể hiện làm nhục nữa. Ngươi chỉ là con chó già của người khác, cũng dám sổ trước mặt tôi. Tôi trả 1,7 tỷ. Lục Phi và lão bố đều không nhượng bộ. Hai người tăng giá trên đường đi, rất nhanh đẩy giá lên mức 3 tỷ. Vẫn là Lưu Diệp Phàm đứng ra chấm dứt trò hề, mong muốn sở hữu bất đan của hai vị lão tổng. Tôi có thể hiểu được, nhưng nó có ý nghĩa rất lớn với tôi. Bán đi là không thể nào. Không bán, anh có thể giữ được không? Thêm vài đợt tấn công nữa, bất đan sớm muộn gì cũng đóng cửa. Đe dọa tôi cũng vô dụng, tôi chỉ chấp nhận một phương thức hợp tác, đó là đầu tư phát triển chung. Nhưng vốn đầu tư không tính là cổ phần. Yêu cầu của Lưu tổng quá đáng rồi, nếu không tính là cổ phần, tiền chúng tôi đầu tư nên chia cổ tức như thế nào? Là bố tội nghiệp quá, bị anh Lục và Lưu Diệp Phàm cùng tính toán, không biết anh ta có bị lừa không? Để ủng hộ kinh phí cho kênh, mọi người hãy subscribe và cày view hoặc donate cho mình nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem và ủng hộ kênh.